cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn hà cần tu, đức sáng tung vũ trụ bao la nhớ buồn sáng rọi lòng. Thank you.
đâu muốn xa, ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng. Sớm kết đi loạn phòng thảo mai.
biết ta đến lòng già. Thì thủ quý cô tất tế đồng diệt đỉnh lệ thất câu chi thang kinh xưng ta đã trở gạt trở đi từ từ đi thủy giao. Tam bồ tát đa tam diệu tam bồ đà cầu chi nâng đáp diệt tha trước lễ chủ lễ trở đi xa ba. Sẽ loan thanh giá hồi cung có lệnh truyền ra trần triều, có lệnh truyền ra qua quân thủy bộ cũng là chữ dịch vô bình nó đã thành thành ra hồi cung đời trần thị mở mang ngang hải đức để tàng dòng dõi trầm mạnh bao phen giáp ma bình kỳ thanh gia hồi cung hoa hải đường vương cô đi nhất tức mặc tiền là đất trầm mạnh kim chi ngọc diệp rành rành thanh gia hồi cung tên gọi đàn hoàng đệ nhị vương cô tên gọi đàn hoàng nhiều nơi câu đảo phục thờ khói nhà thanh gia hồi cung đâu ngờ nhang trông ra ngoài cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé con đã tờ khu phòng thanh gia hồi cung mắt tiếng loa truyền quân hiệu lệnh đi gương tốt trần tổ tê trình nghĩ cần đài thanh gia hồi cung minh nhật nguyệt đi soi đường chính đạo như bước cản cột sẽ kẻ gian này
gì xa xa trong đêm, ôi đẹp là
chiều cảm vàng. Hãy ơi đêm lạc rừng vàng, mang cho trong họ giàu sang đời đời, mang cho trong họ đời đời giàu sang. We'll be right back.
Ninh, Tây Thiên Hiên, Tam Đảo Điện Linh, Hùng Vương Thánh Tổ cầm quyền vào ra. Thanh Sa hồi cung, Nguyệt Hồ Giấm Văn Tiên Chúa, Nguyệt Hồ Hồ Bắc Giang Yên Thế là người thần tiên. Thanh Sa hồi cung, nó cao trên ngà hà chân ngất non cao thịnh mời Tiên Chúa lập thang ngủ đề. Thanh Sa hồi cung, năm miếu rõ ràng năm phương, năm miếu rõ ràng ngũ phương bản cảnh tiên nàng vào ra. Thanh Sa hồi cung, phùng mệnh đế đình nghề tôn khoa, phùng mệnh đế đình gia uy sát quỷ trừ tinh chóc tà.
cúng già kiến phụng hoàng thân cận phật thành chúa thiên trung ương. Thật ra ân từ bi lần bất chúng sinh cố ngã kinh để lễ khai cúng và chúng đền chung. Văn sơ dâng lên thường lại quá sơ dâng lên quang về tấu đôi chép tên rành rành phi cho họ phạm bình an. Tài mạng dâng lên non trừng tài dâng lên quang về tấu đôi chép tên rành rành phi cho nhị tử thương sinh. Của nhà phú quý được khang lực họ trường phi cho tiếng mạch đôi đường. Dâng lên khăn trầu áo cũng dâng lên quan về tấu đôi chết tên rành rành khi cho người tự thương sinh. Ai quang giọng nhan thật tờ diệu quang minh chúng phủ chúng ngã tích các cũng giả kiếm phục hoàng thân cận phật thánh chúng thiên trung. Rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy cây thông dựng ra quan về bóc vỏ soi tầng. Vì tựa lòng son lá trầu vì tựa lòng son quả con là tâm thân con ra chỉ hôm nay có mở đồng. Cấp lương đổ cho họ phạm được đời đời ấm no. Mở phủ khai hồ quang về mở phủ khai hồ đổ cho đệ tử bát lành hạnh thông quang về mở phủ khai hồ. Lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân tắm cho đệ tử được bát lành hạnh thông tưới nhân nhân được về. Xe cánh quạt tiên quan về xe cánh quạt tiên quạt cho đệ tử được mát lành hành thông quan về quạt mát cho đồng. Quận phủ quận cầu quan về quận phủ quận cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan. Chân lính nhật đồng ba cho khăn dấu nối dòng đề đa từ nay khăn áo theo hồ. Chân lính nhật đồng quan về chân lính nhật đồng ba cho khăn dấu nối dòng đề đa từ nay khăn áo theo hồ. Chỉ theo phật thanh dưới theo đồng thầy một lòng không dám đơn xa. Khai quang dòng nhan thật cửa diều quang minh chứng hình nhân ngã tích tăng cúng giả kiến phục hoàng thân cận phật thành chúa thiên trung ương. Thiên nhân thông phi ngại nhục nhân ngại phi thông pháp nhẫn di quang tục tuệ nhận chứng viên dung phật nhận như thiên nhận chiếu dị thể hoạt động khai quang pháp rơi nổi vô sư bất hàm dung. Về khai sáng cho đồng khai tâm khai tín cho họ phạm con về khai sáng cho đồng. Hai quang dòng nha thật tờ diệu quang minh chứng đạt duyên an tích tăng cúng giả kính phục hoàng thân
gần Phật Thánh chúng thiên trung vương. Vang vọng nổi tàu.
chuyện nhà hạ thế thai thì mời chưa tướng người nào đã hồi gì đã sai bình bổ bình suy pha qua dòng nhà thật từ diệu quá minh chứng đến chung ngã tiếp tâm cũng giả kim phục hoàng thân cận phật thánh chúng đến chung vương văn sớm dâng lên thường lại có sớm dâng lên quan về tống đôi chép tên giải giải phi cho nhị cùng trương sinh tài mã dâng lên con trình tài mã dâng lên quan về tống đôi chép tên giải giải phi cho hòa phạm bình an nhị tự trương sinh phê cho nhị cùng trương sinh chứng phu chứng quỳ khang linh thọ trường phê cho tướng mạnh đôi thật cửa diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tít tăng cúng giả kim phục hoàng thân cận phật thánh chúc tiên chúc vương ca thần gia từ bi lân vân chúng sinh cố ngã kim định lễ khai cung chứng phủ chung dòng trứng dòng lại nở ra dòng hạt thông ngài đẩy cây thông dường già quang về bóp vỏ soi tâm vị tựa lòng son lá trầu vị tựa lòng son quả con là tâm thân con ra chỉ một ngày có trình độ về mở phủ khai hồ độ cho đệ tử được bát lành hạnh thông nước này lấy ở sông Ngân lấy ở sông Ngân nước này lấy ở sông Ngân tắm cho họ phạm được sạch thông lầu lầu tưới nhân nhân được về người xe cánh quạt tiên quan về xe cánh quạt tiên quả cho đệ tử được mát lành hạnh thông quan về quạt mát cho đồng quận phủ quấn cầu quan về quận phủ quấn cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan về chân lý nhận đồng bán cho khang dâu đối dòng để ra từ đây khăn áo thanh hồng khăn áo thanh hồng từ nay khăn áo thanh hồng chỉ theo phật thánh dưới theo đồng thầy một lòng không ra đường xa diệu quang minh chứng phủ chung ngã tích tăng cúng giả kiến phục hoàng thân cận phật thánh chúng tiên chúng thiên nhân thông phi ngã nhục nhân ngã phi thông pháp nhân di quán tục tuệ nhân trực viên dung thần nhân đi thiên nhật chiếu dị thể đồng tiên minh pháp rơi độ vô sư bất hàm dung quan về khai sáng cho đồng khai tâm khai tín cho họ phạm con quan về khai sáng cho đồng
không đâu bằng. Phố cát nên Phật như Lai Pháp Kinh Tam Tạng.
Yeah.
khê lên ngả xuống biển lạnh cái ra từ quý địa ghi danh là đền thờ quá tám đi tiếng kiệu vàng lòng một đi hồ bàn gió già lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hà
cây không dịu già quát về bóc soi tâm. Vị tựa lòng son lá châu, vị tựa lòng son quả con là tâm thân con gia trình hôm nay có trình đồng. Hoàng thân cận thật thánh chúa trên trung vương.
Yeah.
thần thông yêu ma kiếp sợ hồi nỗi đình tô bạch hạc thỉnh một hồi chuông đầu rồng thấy rõ trong sự rùng rợn chuyện các tướng mau mau đó tướng nhà trời áo giáp đại cân trên trời đổi chất phong vân một phương cuộn cuộn chi khúc nhô lên mặt nước quần phong vẫy vùng mây ngũ sắc trên trời cuộn cuộn tiếng dưới biển thoải phù ba tòa dấu thiên chân nam thiên hải hà chúng tu nước danh truyền tháng từ đêm ta đầu rồng cho trói dục nhạc nhấp nhung một chốc lúc ầm ầm tố lốc quật phong đùng đùng bốn phía tây đông thủy cung dâng nước mịt mùng bốn phương nước dọc rách trên gành dưới thuyền rồng bát ác dạo chơi ngũ hồ
cầu có mấy ai đang được thần giác đạt tôn quyền lược tha.
trên phán các quan vì đồng trên phán các quan tả cơ hữu đội nữ tam đáo đàn lệnh truyền thủy bộ đôi hà khai quang dòng nhan thật cờ dừa quang minh chứng đền trung ngã tích tăng cúng già kim phục hoàng thân cận phật thánh chúng đền trung vương sớ điệp dâng lên hôm nay sớ điệp dâng lên quan về tấu đôi chép tên rành rành phi cho họ phạm bình an tài đã dâng lên ngón trình tài ưng lên quan về tấu đôi chép tên rành rành phi cho bình thường sinh áo ngực dâng lên khăn trầu áo ngực dâng lên trình quan đệ tử chúa biết rành rành khi cho vững mạnh đôi đường tịnh mạng ông chu xung quan tịnh mạng ông chu hài về nhận lễ sớm tâm lòng mạnh vì chúng lên trần gian quang minh chứng phủ trung ngã tích tăng cúng giả kim phụng hoàng thân cận phật thánh chúng biến chứng vương lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hà thông lại nảy cây thông dường già quang về bóc hoặc soi tâm vì tựa lòng son lá trầu vì tựa lòng son quả cao là tâm thân cao ra trầu hôm nay có đế gia chỉ được cho đệ tử được khả linh thọ chuộc được cho dũng mạnh đôi đường cấp thực cấp lương quan về cấp thực cấp lương độ cho họ phạm được đời đời ấm no mở phủ khai hồ quan về mở phủ khai hồ đổ cho họ phạm được mát lành hạnh thơm nước này lấy ở sông Ngân lấy ở sông Ngân nước này lấy ở sông Ngân tắm cho họ phạm được sạch thông lầu lầu tưới nhân nhân được vẹn xe cánh quả tiên quan về xe cánh quả tiên mở xong khóa phủ được thầy hay má hồng quan về quả mát cho đồng quận phủ quấn cầu quan về quận phủ quấn cầu dắt cho đệ tử qua cầu nhìn a cường đi dẫu có gian nan chấm lính nhận đồng quan về chấm lính nhận đồng ba cho khăn dầu đỗ dòng để đa nay khăn áo theo hầu khăn áo theo hầu từ nay khăn áo theo hầu chín theo phật thánh dưới theo đồng thầy một lòng chẳng dám đơn xa ca thần già từ bi lần vật chúng sinh cố ngã lễ khai cương chứng phủ trung tuân phục như lai khai khai thân nhân thân nhân chỉ quang minh khai nhị nhị thì thanh khai khẩu khẩu thông xuất khai tâm tâm hoan hỷ khai đức long bộ hành khai cương chứng hình nhân khai sáng cho đồng quan vì khai sáng cho đồng khai tâm khai tính quả đàn gì
duyên quan về chúng quả đang duyên bút hoa biến chép về cho lòng thành đủ công danh được nhờ phật thánh lục hòa cân đem đến tận tay trên quan lớn xét soi. Tôi vẫn cơ quan tuần bấy giờ chắc dáng anh đến trước là bỏ sao
tình. Sau là tu chấp và tình bên này sáng huy trần thế biết tay. Khai quang dòng nhan thật cờ diệu quang biên chiếu năng duyên ngã tích tăng thu già khi phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trừ. Văn sớm dâng lên thương lai văn sớm dâng lên ông về đông đô chưa biết rõ ràng độ cho kỳ đồ trường sinh. Độ cho nhị từ trường sinh cửa nhà phú quý khang linh thọ trường độ cho sống mạnh đôi người. Đệ tử con xin nguyện từ đây trên theo bậc thánh dưới theo đồng thầy đệ tử con đi đâu xa đâu xa. Vàng sớ dâng lên kinh cân vàng sớ dâng lên khi ông về đồng đôi chép biên rõ ràng độ cho nhị tự tràn sinh. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang miên chiếu ngàn duy ngã tích tăng cũng già khi phục hoàng thân bậc thiên chúa thiên trung vương. Sáng thập gia tu bị bệnh chúng sinh đi cố gắng kim tình nghệ thế con thật tội diệu quang miên chiếu thiên trung. Trần thi biết tay giao trần thi biết tay gửi lên đồng tử. Hay đâu là mắt đời
thương thương đến sao
sao bà thói xanh bám biển
biệt khoan khoan dẹo vào gặp gầy quá thất lầu thank you.
lễ sơn các cô mình nhận lời về dưng thành thơ. Độ cho đệ tử hơn người, độ cho đệ tử đời đời dân sắc đốt tươi rộn rà nên trên ngạt một năm hai năm cục vào là đất xe xa lạ trời cứ đêm đêm biến hiện đến đồi tay tiền đốt thuốc miệng trâu cười xinh xinh.
mới ban ra bốn phương hội họp để đá tháp này ban cho tiền tốt của dày ban cho tiền tốt lụa dày bộc lộc cho lắm về đền đây càng nhiều ban cho độc dài nhất gian nhiều ý à ý ý à tươi đâu hoa cỏ đón chào thì bách điện sớm chiều càng ngang tay cơi mê mang sừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời người đẹp cho trăm họ đời đời sâu xa đi tới đâu bỏ đòn hoa trao trâu về bạch điều sớm chiều tàn tiền bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang thành ra hồi cúng trâu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một mình.